Cách thức các bạn có thể khai báo cái phòng ban. Các bạn nhìn thấy là chúng ta đã khai báo sẵn các cái phòng ban này. Thì trong này chúng tôi sẽ thêm mới, kích chuột phải và chọn thêm để thêm mới các phòng ban. Các bạn lưu ý là ở đây tôi giải thích cho các bạn cách thức cái này. Các bạn cứ thêm mới những cái mà có dấu sao này, có nghĩa các bạn là nhập vào nhé. Ở đây chúng ta kích đúc vào một cái phòng, chúng ta sẽ thêm cái tổ chức như thế nào. Ở đây các bạn nhìn thấy này, cái mã phòng này là đương nhiên chúng ta đánh vào nhé. Phòng giám đốc này là tên này, ví dụ thế. Cái tài khoản chi phí này nhé các bạn nhé, là cái tài khoản chi phí mà khi các bạn làm lương, ở trong phần mềm có phần lương thì các bạn làm lương thì cái ông nhân viên đấy thuộc phòng nào, cái ông thuộc phòng đấy thì người ta thì phần mềm nó sẽ tự hạch toán các cái khoản chi phí lương và các khoản trích cho lương, nó sẽ đưa vào cái tài khoản này tự động cho các bạn. Bạn không khai báo cái này thì sau này các bạn chạy tự động, các bạn sẽ phải tự nhập tài khoản vào. Khi các bạn khai báo ở đây thì các bạn sẽ nhập vào, sẽ có cái tự động hạch toán cho các bạn. Đấy là về cái danh mục phòng ban.